hết hàng hóa, từng dòng quay lại xoay những dòng đời. Và chúng ta vừa thưởng thức hai tiết mục của hai đội OC và Hayman. Không biết là đối với ban bình luận thì như thế nào? Cái sự e dè, cái sự khiêm tốn, cái sự ẩn nấp, tò mò của các anh khiến cho chúng tôi cảm thấy là chắc là nhóm này lại bị sắp sửa tuột phong độ, nhưng không hề. Các anh vẫn giữ được phong độ đó, vẫn có những cái pha giao đãi ngay từ cái khung hình trên bàn thờ. Mặc dù nó không liên quan, nhưng lại là những sợi dây liên kết đến một cái tình cảm gia đình. Và đúng như là các anh đã nói, trái tim là món đặc sản của người dân miền Tây. Bảo Bảo ngay từ những tuần trước đến tuần này là Bảo Bảo là một trong những siêu dự bị rất là đắt giá của đội Hayman á. Không nhờ Bảo Bảo là cái chất nhạc của Hayman bị lu mờ dữ lắm. OC thì thực sự đã quay trở lại với bầu không khí của chính mình. Các bạn đã mang lại một dưỡng khí và thậm chí là những thông tin rất hữu ích dành cho khán giả xem đài nữa. Món dừa nướng thực sự đây là món đặc sản mới. Mặc dù nó mới thôi, nhưng nó đã tạo lên một cái trào lưu rất là phát triển tại khu du lịch ở miền Tây. Và các bạn đã mang món dừa nướng này giới thiệu với quý vị ngay tại sân khấu này với chương trình này. Đó một điều rất đáng khen. Bên cạnh đó là sự hợp tác cùng với Phúc Giai Đô và anh Hữu Tính đã mang lại cái luồng gió mới dành cho cái tiết mục của các bạn. Còn đối với người đã đặt cược vào nhóm Hayman, anh cảm thấy như thế nào về nhóm của anh đặt cược ngày hôm nay? Ra là phải nói là quá hài lòng. Cái tiết mục đó rất là dễ thương, đặc biệt rất là thích cái phần mà kêu lô tô đó, rất là ok. Lần đầu tiên là hồi nãy giờ là thậm chí là tuần trước lẫn tuần này luôn, là có thể là đây là cái tiết mục kêu lô tô mà nó hợp lý và nó rất là thông minh trong cách đặt mộc mạc mà. Gần gũi, mộc mạc là gần gũi và cái hát cũng rất là hay luôn. Đối với em thì thật sự đối đội men, một là họ làm tốt, hai là làm quá tốt, mà thật sự là con Long nó quá duyên. Mà coi dưới mà xúc động từng cái luôn. Và cái nhịp của Lạc Hoàng Long rất là tốt, và đặc biệt là những cái miếng hề liên tục từ miếng bàn thờ xong rồi xuống miếng hip hop, nhảy hip hop mắt rất là ngầu, và đặc biệt xúc động cái lau nhà đó. Rồi bắt đầu diễn từng cái tivi, rồi từng cái lô tô, rồi cải lương hỗ trợ rất rất là nhiều luôn. Và lật liên tục vừa khóc định bi xong, lật lợi hài mắc cười. Và cảm ơn cái lực của Lạc Hoàng Long rất là khủng khiếp luôn. Hy vọng xong cái chương trình này Long sẽ phát triển hơn, như là khán giả yêu thương và nổi tiếng hơn nhiều với Long nha. Lại này Lâm thấy Lâm Thắng quăng miếng hề nay ăn rất rất là nhiều luôn. Cái bài không phải dặn dừa đâu á, đeo mắt kiến vô. Và đặc biệt là cái tiêu phẩm là ăn nhất là cái khúc hồi tưởng á, cái khúc hồi tưởng mà bà Tư đốt cháy mở rất là màn rất xôm, mở màn rất xôm, rất thấy rất lô tô luôn. Và đất diễn cho Tú Linh rất là nhiều luôn. Lần đầu tiên mà anh thấy cái đất diễn cũng như là cái sự hề hước nó nằm ở cái khu của em, rất là duyên dáng. Mà Linh rất là chủ động nha. Với Hayman, cái câu chuyện của mình đó là về kể về những người vô gia cư. Và thật sự những người vô gia cư là những người mà họ luôn khát khao một cái tình cảm giữa người và người với nhau. Và trong cái câu chuyện mà của các bạn đưa ra với cái tiết mục vừa rồi, thật sự nó rất là thuyết phục Ngọc. Nó có những cái miếng liên tiếp nhau hài, mà hài gọi là hài tình huống á. Và ngay cái chỗ là cái gì, sầu riêng hạt lép, đúng rồi. Rồi và cái miếng này chắc chắn nó lật nó khủng khiếp quá, hợp lý quá trời luôn. Rồi cả cái miếng mà cái gì mà nhận con, trời ơi, mình đang khóc sướt mướt một cái xong kêu ủa con mình là con gái mà. Còn với OC là đội mà Ngọc chọn thì thật sự anh Tín là cái người mà Ngọc yêu thích, là cái người mà không làm Ngọc thất vọng. Và Bích Ly thì lúc nào cũng hát hay trong tiết mục này rồi, thật sự là vậy. Và cái tiết mục của bạn làm cho Ngọc hiểu cái từ là dừa nướng bà tư. Anh Tín ảnh nhấn cái đó, mình nói là cái cũng là một cái miếng hài. Và cái bi của trong tiết mục của OC thì là nó vừa bi không bi mà cũng cười không cười, nói chung là nó cũng không quá nặng nề và cũng là thật sự là một tiết mục cũng khá là ấn tượng mà rất thông minh. Rất là thông minh, nên như vậy là bây giờ giữa con tim và lý trí thì thật sự là Ngọc vẫn sẽ chọn OC. Hôm nay OC làm cực kỳ tốt. Đúng. rất tốt. Đây là tiểu phẩm hay nhất, xôm nhất tất cả các dòng mà chị đã được coi của OC. Vỗ tay. Đúng. Nhưng mà thật sự là tiếc cho các em. Các em hôm nay em đụng Hayman, mà chị nghĩ là hôm nay Hayman là với cái đội hình mà đem Hữu Tính ra thì Hayman sẽ mệt mỏi vô OC rồi. Thật sự như anh Hoàng nói, Hayman trên một cú lật cú lừa quá khủng khiếp. Và thật sự anh Nam, Long, Dương, Bảo, Thư cảm giác Thư ngồi đây, Thư đang coi một tiết mục chung kết
Đúng rồi. Cảm xúc hoàn toàn dẫn dắt bởi mọi người cũng bộ luôn. Đồ đó không có sử dụng bất kỳ cái gì trên sân khấu, gọi là đao to búa lớn hay chân cái gì ra hết. Nhưng cái cảm xúc mà He-Man mang lại cho Thư là dẫn dắt từ chuyện này tới chuyện kia. Và các anh rất là thông minh khi đặt một điều cho nhân vật Bảo Bảo là sao? Tôi một cô, cha của tôi là ai? Là Son Goku. Là thủy thủ mặt trăng. Đó là ước mơ của bao nhiêu bạn trẻ nhỏ. Nhưng thật sự nếu mà mình đi sâu vào, mình cảm nhận thì đó một cái hết sức là bi kịch. Thấy cái sự bất hạnh nhưng mà họ rất là lạc quan trong bất hạnh. Mọi người suy nghĩ là lô tô phải lên nhạc Son vô vô. Nhưng chỉ cần một cái thùng nhựa ngồi đó mà gõ thôi thì nó chạm một cách khủng khiếp. Và sao? Tiết mục của He-Man rất thành công như Long nói là gì? Rất đời. Em rất là hy vọng với cái tình hình này thì rõ ràng đội của He-Man sẽ chắc chắn cầm một tấm vé và đi thẳng vào chung kết. Hôm nay rất là chúc mừng He-Man và chúc mừng luôn OC bởi vì tụi em xứng đáng. Và kết quả sẽ được công bố sau 3 tiếng đếm. 3, 2, 1, xin mời! Hai OC và ba He-Man. He-Man chiến thắng với tỷ số 3-2. Và sau đây, nhóm He-Man. He-Man xin chào. Tiểu phẩm của He-Man được tất cả bài bình luận cũng như là tất cả khán giả yêu thương, ủng hộ và cổ vũ rất là nhiệt tình cho He-Man. Và He-Man sẵn đây những tỷ này, He-Man cũng xin cảm ơn tất cả khán giả của trường quay, cũng như ban bình luận, cũng như tất cả khán giả ekip của tất cả mọi thứ ekip, tất cả ekip này, là tất cả mọi thứ, tất cả công ty truyền thông này, cái và đặc biệt là tất cả khán giả đang theo dõi đài truyền hình để theo dõi He-Man. Đúng rồi. Nói chung là ekip bên trường quay này kia đó hỗ trợ quá nhiệt tình từ cái đạo cụ này kia cho He-Man. Tại vì đạo cụ, tại vì cái dòng của He-Man là cái dòng ngôi nhà hoang mà, nên đạo cụ nhiều khi nó rất là nhiều, tại He-Man phải xử lý hết. Nhưng mà cũng như là cảm ơn rất là nhiều đến ekip quay đã hỗ trợ nhiệt tình cho nhóm He-Man để có một cái nhưng mà là một buổi diễn một cái tiết mục là nói chung là ok đó. Và điều đặc biệt nữa, Hay Dương là đó là He-Man Dương, đó là Hay Duyên giờ hòa nhập vô Hay Chung luôn. Dạ. Cho nên bây giờ đây là He-Man. Dạ, He-Man chính luôn rồi. Dạ, He-Man chính. Rất là vui khi Hay Út được hòa nhập vô chung luôn, chính luôn. Có một điều mà dạ, hôm nay bật mí với quý vị khán giả vui thôi nha. Dạ. Là trong nhóm He-Man là đây là He-Man trưởng nè, He-Man phó nè, He-Man Út nè, còn đây là Hay Quên. Thôi lúc nào cũng hay quên. Nhưng mà hôm nay quá xuất sắc. Hôm nay thể hiện cái vai quá xuất sắc luôn, thể hiện từ ánh mắt, cử chỉ của một người già, một khiếm thị gì vậy đó. Thể hiện rồi nhã, chữ, duyên dáng này kia. Nói chung là cảm ơn Dương, cảm ơn Bảo rất nhiều hỗ trợ cho anh với anh Lê Nam. Dạ. Cũng mong là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho nhóm He-Man dài lâu.